Ngày Hàn phủ gặp chuyện, người hầu đều tranh nhau lấy những thứ có giá trị, cô đánh không lại họ, đành mang cậu thiếu gia 8 tuổi, vẫn chưa biết nói đi. Sau khi trải qua phong ba bão táp, hắn hỏi cô có muốn làm thiếp của hắn không. Năm 6 tuổi, khi cô quá đói, nhìn thấy một cửa hàng trang sức, nhắn đúng lúc, ôm lấy quần của một phú bà. Nói chung có hai hậu quả, gặp người có ý tốt, cô có thể kiếm đủ thức ăn cho 10 ngày tới, gặp phải người có ý đồ xấu, sẽ chôn cô luôn. Người hầu của người phụ nữ đó đến đánh cô, nhưng mà cô lại may mắn đến bất ngờ, gặp Hàn phu nhân đang làm việc thiện, nên bà ấy đã đưa cô về phủ. Hàn lão gia là quan nhất phẩm, trước đây cô chưa từng thấy nơi nào giàu như Hàn phủ. Quan trọng nhất là, dù có là nha hoặc thô lỗ ở đây, bữa trưa vẫn gồm thịt và rau, ngay cả quần áo cũng được thay đổi quanh năm. Cô bắt đầu lang thang khi tôi 4 tuổi, thậm chí còn giật thức ăn từ bát của chú chó con. Lúc lạnh nhất trong mùa đông, dựa vào nắm tuyết để tồn tại đến giờ, người mù trên đường bói cho cô, nói số phận cô là sẽ cô đơn suốt đời, sống qua 18 tuổi là mạng lớn. Nhưng bây giờ, cô không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, vẫn có thể được chọn quần áo đẹp. Trong mắt cô, Hàn phu nhân giống Bồ Tát hơn là Bồ Tát trong chùa. Nhưng cô biết, người cô nên biết ơn nhất chính là thiếu gia. Mặc dù mọi người đều thầm nói, hắn là kẻ ngốc, 7 tuổi rồi mà không thể nói được một từ, giống một tên ngốc. Ngày cô vào phủ, xông đến a với cô một tiếng. Hàn phu nhân vì thế coi cô như một ngôi sao may mắn, nhận cô bên cạnh làm đại nha hoàn. Đại nha hoàn có nghĩa cô không chỉ có nhiều tiền hàng tháng nhất, được nhiều người nghe lời, còn có thể ở bên Hàn phu nhân mọi lúc. Hàn phu nhân rất tốt với cô, không chỉ đặt tên cho cô, còn nói đôi mắt của cô giống như những ngôi sao trên bầu trời, hay tên phàm thần đi, còn nắm tay cô, dạy cô cách viết từng chữ một. Bà ấy nói cô còn quá trẻ, vẫn chưa thể làm được gì, cử cô đến nhìn tiểu thư trong phủ lên lớp thay bà ấy, còn nói sẽ kê thêm một chiếc ghế dài nhỏ cho cô, để cô ngồi trước cửa nghe. Rõ ràng bà ấy đã biết khi nhặt cô về, cô chỉ là một kẻ ăn xin bần tiện trên đường phố. Nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn sẵn sàng ôm cô, người ghen tị với cô thường nói, công khai hoặc bí mật rằng bà ấy chỉ đang cầu phúc cho thiếu gia. Cô giống như nén nhang đốt trong chùa, nhưng thế thì sao, cô thực sự rất thích sự dịu dàng đó. Một cô bé lớn lên một mình, lần đầu tiên cô có những vọng tưởng khác, cô chỉ thầm gọi mẹ trong lòng, không được coi là báng bổ với một người cao quý như vậy nhỉ. Vì thế, cô cũng rất kiên nhẫn với thiếu gia, vì không có tiếng gọi đó, cô chỉ có thể làm nha hoàn nhỏ ở phủ. Tính tình của thiếu gia rất kỳ quái, ai nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ nhìn hoa dưới đất hay chim trên trời, chỉ khi phu nhân gọi hắn, hắn sẽ nhìn vào phu nhân, nhưng đó là tất cả. Phu nhân nuôi lớn như vậy, chưa từng nghe hắn gọi mẹ. Sự hối tiếc này, kể cả với đại nha hoàn như cô, đôi khi bà ấy cũng lẩm bẩm. Để hóa giải sự hối tiếc này của phu nhân, cô đã sử dụng tất cả kỹ năng đường phố của mình. Trọi dế, đấu gà, hát, múa rối bóng, văn và võ đều từng qua, dây dưa một thời gian dài, cô trở thành người thứ hai ở Hàn phủ, được hắn nhìn khi nói chuyện, nhưng không có ngày tốt lành. Trên đường đi mua bánh để dỗ dành thiếu gia, lại gặp người mù đó, ông ta giả vờ là đại tiên, nói với cô, nha đầu, ngày tốt đẹp bị đánh cắp phải trả. Cô khinh thường, nhưng không thể khinh sự suy tàn của Hàn phủ như núi đổ. Chỉ 5 ngày sau, ông Hàn từ một quan chức cấp cao đã trở thành quan chức tham ô mà ai cũng muốn đánh đập, biệt phủ khổng lồ bị đốn hạ, chỉ còn lại thiếu gia, một đứa trẻ 8 tuổi. Không ra tay với đứa trẻ dưới 10 tuổi là quy tắc của đại triều từ thời lập quốc. Trước khi đi, phu nhân chỉ kịp giấu một thỏi vàng nhỏ vào túi đựng của cô, mỉm cười nói với cô, hãy sống tốt nhé. Hóa ra đại gia tộc Khuynh Diệt đều đã được dự đoán. Điềm báo này khiến phu nhân thả toàn bộ người hầu trước khi xảy ra tai họa, nhưng một phu nhân tốt bụng như vậy, không thể đoán lòng người tham lam. Mọi người lật tung từng góc một trước khi rời đi, nghĩ nhớ đâu còn sót thứ gì đó. Không ai quan tâm Hàn phu nhân đã cho họ con đường sống, đương nhiên sẽ không ai quan tâm đến thiếu gia ngốc nghếch Hàn Dịch Trần. Cô chạm vào thỏi vàng trong túi, dắt hắn đi trong im lặng, không cha không mẹ, lại có khuôn mặt hiền từ, không phân nam nữ, đợi đến khi kẻ ác nổi hứng, đều không có nơi nào để đi. Thiếu gia vẫn là thiếu gia, không quan tâm đến điều gì. Cô không trách hắn, nhưng cô nghĩ hắn nhớ phu nhân. Phu nhân tốt bụng như thế, không thể chỉ có mình cô nhớ được. Cô đưa hắn đến nơi hành quyết, tìm một góc không để phu nhân thấy. Bà ấy không muốn thiếu gia nhìn thấy mình bị xử tử, nhưng cô muốn đánh cược, dù là khi đi thăm mộ, phu nhân cũng có thể nghe thấy tiếng mẹ. Về tội lỗi của việc làm này, thì về sau, phu nhân muốn đánh hay giết, cô đều nhận. Khi máu đỏ tươi bao phủ đôi mắt, thiếu gia không hề di chuyển, chỉ im lặng nhìn, giống như khi ngắm nhìn hoa, cây cối và chim chóc. Không có gì khác lạ, nói không thất vọng là giả, nhưng nỗi buồn thoáng qua đã nhấn chìm mọi cảm xúc của cô. Cô đã khóc nấc lên, vì phu nhân, cũng vì bản thân, cô là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Nha hoàn vô dụng đã khóc vì bà ấy, quét mộ cho bà ấy vào tiết thanh minh, mà nha hoàn này được sống một năm tử tế, ông trời lại lấy đi tất cả một lần nữa, mọi thứ mà cô có, cho đến khi cô dùng thỏi vàng mà phu nhân để lại để mua chuộc bổ khoái. Khi gom xác của cả Hàn phủ đi chôn, thiếu gia mới như bừng tỉnh sau một giấc mộng, đối diện với những ngôi mộ, gào lên tiếng the thé, rồi như một con thú nhỏ bị thương, ôm bia mộ phu nhân khóc thầm. Khi đến gần hơn, cô nghe thấy tiếng gọi mẹ từ thấp đến cao, giống đứa trẻ lần đầu tập nói, phát âm từ mờ sang rõ. Hàng chục sinh mạng ở Hàn phủ, rốt cuộc là điều gì đã đánh thức đứa trẻ sống trong thế giới của riêng mình này? Cuối cùng cô đã cược thắng, thanh toán nuối tiếc của phu nhân. Năm đó cô 7 tuổi, hắn 8 tuổi, cô nhỏ bé nuôi hắn cũng còn nhỏ. Thế là họ đã rời xa kinh thành,
nơi này có quá nhiều vết thương, thật quá khó để hai đứa trẻ sống sót ở đây. Ngày trước khi rời đi, thiếu gia khẽ gọi cô, hắn gọi cô, A tỷ, từ nay về sau dù đường xa, con đường phía trước dù khó khăn, nhưng may cô có một người thân khác. Thị trấn Kim Hoa là một nơi tốt, mộc mạc, giản dị, sản phẩm phong phú, cô dựa vào những thứ học được từ phu nhân và giáo đường Hàn phủ, thành công thành học trò của tiên sinh Trướng Phòng, mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng đủ cơm ăn áo mặc. Dịch Trần không cho cô gọi là thiếu gia nữa, nhưng hắn vẫn là thiếu gia, nên cô cũng không cho hắn ra ngoài làm việc. Khi cô phát hiện hắn đang bí mật làm trong tửu lâu, hắn đã quen với đứng trước cửa tửu lâu mời khách vào, không giống dáng vẻ không nói gì khi ở nhà. Cô đau lòng đến mức lần đầu tiên lấy gậy tre quất hắn. Hàn Dịch Trần, cha ngươi là trạng nguyên trẻ nhất ở Đại Chiêu, mẹ ngươi là khuê nữ đài các, sao ngươi có thể làm chạy vặt loại hình kinh doanh mời mọc này? Điều cô không nói là ngay cả cô cũng không dám làm như thế, cô sợ sẽ phụ lòng phu nhân đã dạy cô nhiều thứ. Hắn để mặc cô đánh, không một lời bào chữa. Cuối cùng hắn thấp giọng nói, A tỷ, ta muốn đọc sách, rất đắt, mọi thứ đều thấp kém, chỉ có đọc sách cao đương nhiên là rất đắt. Không nói đến sách, chỉ tờ giấy mỗi ngày cần tiêu tốn một chục là đủ cho họ ăn trong vài ngày. Cô thích đến nỗi chẳng biết phải làm sao. Đây là con của phu nhân, ta cô đã sai, vẫn coi hắn là thiếu gia ngốc. Nếu hắn muốn đọc sách thì không nên lo lắng về việc kiếm tiền. Cô đã nghỉ việc ở Tú Trang, vào làm ở nhà lý viên ngoại giàu nhất thị trấn, có hai công việc cho cô, một là trướng phường của Tú Trang, một là đọc sách cùng tiểu thư nhà lý viên ngoại. Làm người hầu luôn có trái tim trung thành, ban đầu cô định sẽ không bao giờ bước vào biệt phủ nào nữa, nhưng giờ không quan tâm nhiều vậy. Thị trấn Kim Hoa không có cô gái nào biết chữ lại đồng ý đọc sách cùng như cô, vì vậy viên ngoại đưa ra số tiền rất hào phóng. Cô đưa Dịch Trần đến học đường, lại một lần nữa đưa bản thân vào hậu trạch. Hậu trạch trên thế giới này luôn là ít Hàn phu nhân, nhiều Lý tiểu thư. Lý Giao là tiểu thư nhà giàu hư hỏng điển hình, cô ta phải tìm một người hầu biết đọc sách, nhưng khi đến kinh thành người hầu làm mất mặt, bị đám khuê các chê cười, thực ra đều là lời nói đùa của đám trẻ con 8,9 tuổi. Cô ta lại ghim thù, phải tìm người hiểu biết. Lý Gia cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc mua từ kinh thành, nhưng dù họ là người giàu nhất ở thị trấn, ở kinh thành lại không thiếu. Lý phu nhân vốn mua khế ước với cô giấu quá khứ ở Hàn phủ, chỉ nói mình cũng xuất thân từ một gia đình học giả ở kinh thành, gia đình không có ai là quan chức, không đủ khả năng nên mới bỏ cuộc. Ngày cô đến viện Lý tiểu thư, cô ta đã nhìn cô rất lâu. Ngươi đến từ kinh thành thật à, không lừa ta chứ? Cô im lặng gật đầu. Cô ta đưa tay chỉ vào bàn, vậy chép sách trước đi, để ta kiểm tra trình độ ngươi. Chút sách này chắc không đến mức không biết chép chứ, ta nhắc nhở ngươi, giấy mực rất đắt đó, lãng phí là ta sẽ không tha cho đâu. Cô thở dài bất lực, cô ta nào phải tìm đọc sách cùng, đây là coi cô là thế thân của tiểu thư quý tộc, không thể giày vò quý nhân thì lấy cô ra xả giận. Cô tưởng cũng thể sử dụng sự khéo léo và trí tuệ để vượt qua rào cản này, mà quên mất cô ta chỉ là một đứa trẻ, không phải là loại nay đây mai đó như cô. Đứa trẻ giả tạo cần nhìn sắc mặt người khác sống, đúng hơn là một cô bé thực sự trưởng thành trong tình yêu thương, nên không phải lo lắng về quy tắc danh tiếng, mà chỉ người lớn mới quan tâm. Cũng không hiểu lời tôi ám chỉ, điều kiện để một gia tộc giàu có được chọn vợ có nghĩa là gì. Cô ta chỉ đơn thuần làm theo trái tim mách bảo, đó là làm khó cô. Lúc đầu họ bí mật lấy danh nghĩa đánh giá, lâu dần không thấy cô nghỉ làm, đầu óc bé nhỏ của cô ta cũng hiểu là cô đang thiếu tiền, không hài lòng với điều này. Cái ác của trẻ con thật đơn giản và dễ hiểu, không đau sao có thể gọi là tra tấn được. May mắn vết thương đó đều được giấu che tay áo lại, cài cúc cổ áo. Dịch Trần không thấy cũng không sao, con người khi không ai thương hại sẽ không kiêu căng, dù sao so với lần đầu tiên thậm chí không có cơ hội đánh đổi cơ thể để lấy một bữa ăn no, thứ cô nhận được còn quý hơn một bữa ăn rất nhiều, đó là ngôi sao vàng khúc tỏa sáng, sáng đến mức một thị trấn Kim Hoa nhỏ không chứa nổi hắn. Cha hắn là thám hoa lang trẻ nhất Đại Chiêu, hắn có thể mạnh hơn cha mình, ít nhất là khi Lý Giao vô tình gặp hắn, thái độ của cô ta đối với cô bỗng trở nên kỳ lạ. Đó là một buổi chiều, Dịch Trần và các bạn đi mua giấy bút ngang qua Lý phủ, nên kêu người gọi cô ra, hắn sợ cô bị bắt nạt ở Lý phủ, không phải là lần đầu ngẫu nhiên đi qua, lần này lại bị Lý Giao bắt gặp. Hắn có cha mẹ xuất chúng, nên bản thân hắn cũng xuất chúng, mới 13 tuổi đã có chút phong độ chi lan ngọc thục. Lý Giao có tính khí nóng nảy, Dịch Trần mới rời đi, cô ta nhìn cô đầy thăm dò, Phàm Thần, đó là đệ đệ ngươi à? Hai người trông không giống nhau, ở Lý phủ 4 năm, sự thay đổi trong giọng nói của cô ta, cô biết cô ta đang nghĩ gì. Đáng tiếc, thê tử của hắn có thể sống mà không cần bất cứ thứ gì, không thể thiếu phẩm hạnh, bởi vì phu nhân chắc chắn không thích con dâu có lòng dạ xấu. Cô xoay tay giúp cô ta chép sách, lạnh nhạt nói, tiểu thư nói đùa rồi, rồng sinh cửu tử còn khác nhau, ta không may mắn như a đệ, không kế thừa được thế mạnh của cha mẹ, cũng không có cách nào. Cô ta cười gượng hai tiếng, cướp lấy bút của cô, đừng chép nữa, ngồi xuống nói chuyện đi, thứ này về sau để ta tự chép. Cô chợt nhớ ra, vào phủ 4 năm, trong 5 tiếng kể từ khi cô gặp cô ta, vào buổi sáng cho đến tối rời phủ, kể cả vào buổi trưa, cô ta chưa từng để cô ngồi xuống. Nhưng không sao hết, 4 năm này cô bắt chước nét chữ của cô ta, chép sách cho cô ta, cũng trộm được nhiều bài thơ. Một tiểu thư quý tộc không nhớ nổi một bài thơ phu quân tương lai e là không được như cô ta và Lý Gia mong muốn. Con người cô luôn nhớ ơn ghi thù, nên báo đều tích tự làm. Cô cứ nghĩ Lý Giao chỉ là
nhất thời hứng thú với Dịch Trần. Không ngờ, nhà đầu tâm hồn mông mơ lại thật lòng, cô ta giả nam lén về nhà với cô, bị cô phát hiện, tóm lấy cánh tay cô nói: "Tỷ tỷ, chúng ta quen nhau lâu vậy mà ta chưa từng đến nhà ngươi, không mời ta vào ngồi sao?" Cô chưa kịp từ chối, Dịch Trần đã u ám bước ra. Hắn nhìn cánh tay đan vào nhau thì cau mày nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, vị công tử này, hãy tôn trọng với a tỷ ta. Đại tiểu thư ngoài lần đi kinh thành này, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất thế này." Lát sau, cô bị dọa bởi khuôn mặt u ám của hắn. Mắt ngấn lệ: ta là tiểu thư của Lý gia, không phải công tử nào cả. Người bớt dọa người ta đi." Không ngoái đầu lại mà chạy thẳng. Cô ta chạy rồi, cô bỗng nhớ ra một chuyện. Phải rồi, chúng ta đã 13, 14 tuổi rồi. Dịch Trần cũng không còn là tiểu thiếu gia không hiểu chuyện nữa. Buổi tối ăn cơm, cô nhìn vào căn phòng, lấy tấm màn chia hai chiếc ghế ra, tính về những năm ngày, tung số bạc dành dụm được đưa hắn lên kinh, đau lòng thì lại đau lòng, mới cắn đũa và nói: "Lý Tài Phúng đầu ngõ sắp về làng rồi, phòng của anh ta sẽ trống, hay là ta đi nói chuyện với chủ nhà, để lại cho chúng ta, ngươi thấy sao?" "Phải đấy, nam nữ 7 tuổi không ở chung, dù không nỡ, cũng nên thuê hai căn phòng thôi." Trần Dịch không hiểu, nhìn cô: "A tỷ không phải nói về sau ta phải tiêu rất nhiều tiền, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm sao?" Đây là điều cô nói với hắn khi đổi phòng, khi hắn có thành tích. Cô nghĩ, ngay cả luật pháp cho hắn có tư cách đi thi, nhưng có án cũ của Hàn phủ, những nơi cần lưu ý đến vẫn nhiều hơn người khác, đến cả cuộc sống của hắn cũng phải chắt bóp lại. Chỉ muốn tiết kiệm chút tiền để lo trước tính sau, nhưng giờ họ cũng không còn nhỏ nữa. Qua thêm 2 năm, hắn đã đến tuổi kết hôn. Thân phận của cô thế này, những cô nương con nhà lành sẽ có để tâm, nên chú ý đến chừng mực. Cô cười rồi đáp: "Vừa rồi chẳng phải ngươi nói rồi sao, nam nữ 7 tuổi không ở chung, năm nay ra 14 tuổi, nên sớm chú ý đến những chuyện vặt này, ngươi không cần lo." A tỷ giã xử lý êm thấm. Hắn im lặng một hồi sau mới đáp: "Cũng tốt, dù gì cả hai cũng không phải tỷ đệ ruột." Cô nghĩ hắn đau lòng rồi, hoảng loạn nói: "Nói vậy gì thế, chúng ta là người thân duy nhất của nhau, ngươi đồng ý với ta rồi, 100 năm sau phải đưa ta vào từ đường Hàn phủ." Hắn nhìn cô, trong ánh mắt có thứ gì đó không hiểu nổi đang chảy. "Phàm thần, không phải ruột thịt là không phải, ngươi phải nhớ, hơn nữa, ai nói chỉ có huyết thống họ hàng mới có thể vào từ đường." Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó đập thật mạnh vào tim cô, nhưng Lý Giao không hề bị chuyện hôm đó làm lùi bước, vẫn lén lút nhìn cô trong sân, ý chính là nói đến Dịch Trần. Thậm Lý còn nói với Lý phu nhân là đọc sách đến chết sẽ trở thành kẻ mọt sách, để cô cùng cô ta ra ngoài nhiều hơn để tìm cảm hứng. Hiếm khi thấy cô ta có động lực như vậy, Lý phu nhân vui vẻ, lại cho cô thêm tiền tháng. Nhìn số tiền ấy, cô đưa cô ta đi thăm non xanh nước biếc xung quanh, nhưng mọi con đường đều là đường vòng trách học đường của Dịch Trần. Chưa được mấy ngày, cô ta không chịu nổi mà phàn nàn: "Sao ngươi lại cứng đầu như vậy, ra ngoài cũng không biết phải rẽ vào, học đường của đệ ngươi, thăm hắn chút sao, lỡ như hắn làm biếng, chẳng phải sẽ phí tiền của ngươi sao?" Cô giả vờ nghe không hiểu: "Tiểu thư lo quá rồi, hắn bình thường đều đọc sách đến nửa đêm, ta chỉ có khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, trước giờ không cần lo hắn lười biếng." Lý Giao bị cô làm cho nghẹn họng, gật đầu, bối rối hỏi: "Hắn thích sách đến thế sao? Tương lai có chăng sẽ tìm được người yêu sách đến thế?" Cô nhìn biểu cảm đầy trông đợi của cô ta, chắc chắn gật đầu: "Đương nhiên rồi, nồi nào úp vung nấy, người hắn lấy làm vợ cũng rất thích đọc sách, mới có thể chơi đàn, thổi sáo. Vậy ngươi có nghĩ đến những người yêu đọc sách đến vậy sẽ coi thường tỷ tỷ như ngươi không? Bắt bọn họ đều ở trên đỉnh đầu, lo là sẽ ức hiếp ngươi." Nhất thời cô không thể trả lời điều này, chỉ có thể viết lên mặt dòng chữ: "Người bớt ức hiếp ta đi." Nhìn thẳng cô ta, chỉ khi đó cô ta mới nhớ lại những gì đã làm với cô.